Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ biên tập của phim Nước Hoa Vita. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau trò chuyện về một số chai nước hoa rất hấp dẫn đến từ nhà Nick Mason Francis Cushion, hay gọi tắt ở Việt Nam là MFK hay là nhà Mason. Nhắc đến nước hoa của MFK thì có lẽ nổi tiếng nhất tại Việt Nam thời điểm này chính là Baccarat Rouge 540, phiên bản Eau de Parfum và phiên bản Extrait de Parfum. Hai chai nước hoa được mệnh danh là những mùi hương nước hoa quốc dân mà ai cũng phải có trong bộ sưu tập nước hoa của mình. Thế nhưng ngoài Baccarat Rouge 540 thì MFK có còn mùi hương nào đáng để bạn sở hữu, có còn mùi hương nào đáng để bạn thử hay không? Hôm nay Dung cùng với các bạn tụi mình sẽ trò chuyện về một cặp đôi nước hoa mà mình cực kỳ yêu thích đến từ Mason Francis Cushion, tạm gọi là Paris Sáng và Tối, cặp đôi nước hoa Patrick Martin và Grand Soir. Mason Francis Cushion là một trong những nhà nick mình vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì các sáng tạo mùi hương của Francis Cushion thực sự rất đậm chất Pháp, mùi hương ngửi lãng mạn, lôi cuốn và vô cùng nghệ thuật. Lại nói về Patrick Martin và Grand Soir, đây là bộ hai mùi hương nước Pháp của Francis Cushion dành tặng cho thủ đô Paris, kinh đô ánh sáng. Ông gọi cặp đôi mùi hương này là The Light of Paris, ánh sáng của Paris, và Francis nói rằng hai mùi hương Patrick Martin và Grand Soir, hay bình minh và đêm tối, đều có một mục đích duy nhất là khắc họa lại ánh sáng của Paris, hai thời điểm đầu ngày và cuối ngày. Patrick Martin và Grand Soir là hai mùi hương mà mình đã làm riêng một cái video để nói về nó rồi. Trong đó có một mùi hương mà mình cảm thấy rất là phù hợp, rất là tuyệt vời để sử dụng vào cái tiết trời mùa thu hơi se lạnh như hiện tại, đó chính là Grand Soir hay hoàng hôn hay là buổi tối tuyệt đẹp. Đầu tiên, trước khi nói chi tiết về Grand Soir thì mình sẽ nói một chút về Patrick Martin nha. Bạn nào mà yêu thích cái mùi hương của Tom Ford Neroli Portofino thì đừng bỏ qua Patrick Martin. Patrick Martin tiếng Pháp có nghĩa là ban mai hay buổi bình minh. Đây chính là mùi hương của Paris vào đầu ngày, khi những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi xuống kinh đô ánh sáng. Nốt cam chanh và xạ hương tạo hiệu ứng sạch sẽ, hơi khô và có chút se lạnh, đi rất sát với concept buổi sáng của Paris. Combo cam chanh và hoa trắng dry down xuống xạ hương là một combo không hề mới mẻ, tuy nhiên được Francis làm rất tinh tế, rất chỉnh chu, đem đến một cái mùi hương mang tên buổi sáng ở Paris, ngửi rất là dễ chịu, thảnh thơi và yêu đời. Còn Grand Soir thì sao? Grand Soir là mùi hương của buổi tối của Paris hay là buổi tối tuyệt đẹp. Đây là một trong những mùi hương đầu tiên dẫn mình vào cái thế giới nick. Thật sự Grand Soir nó chinh phục mình ngay từ lần đầu. Có rất nhiều chai nước hoa làm nốt mùi ngọt, nhưng không phải mùi ngọt nào cũng giống nhau. Và mùi ngọt của cái chai Grand Soir này là một trong những cái mùi ngọt mà mình cực kỳ yêu mến. Wow. Những cái phong xịt từ một cái chai nước hoa màu cam như thế này thật sự là giống như là có ma thuật. Nó đem đến cho mình một cái cảm giác thoải mái và say mê, giống như là tình đầu ha. Để mà phân tích về cái mùi ngọt của MFK Grand Soir thì mình có thể nói ngắn gọn, mùi ngọt của MFK Grand Soir nó đến từ vani quyện với hổ phách cộng với lại một chút ngọt của đậu tonka, tạo nên một cái hợp hương ngọt, ấm và rất là nhẹ nhàng. Các lớp mùi khi thì tách bạch, khi thì lại hòa quyện với nhau và được blend rất là mượt mà, rất là uyển chuyển, khiến cho mình không thể ngửi rõ tách bạch từng nốt mà mình sẽ thấy đó là một hợp hương ngọt, ấm, dễ chịu và rất là nhẹ nhàng. Grand Soir là mùi hương đặc biệt phù hợp vào cái tiết trời thu đông, khi ngoài trời bắt đầu se lạnh hoặc là khi trời bắt đầu đổ những cơn mưa. Một trong những điểm rất tuyệt vời của Grand Soir đó chính là mùi hương này bám tỏa vô cùng tốt ở trên da mình. Cái type là mùi dày, ngọt, ấm và bám tỏa tốt của MFK có thể là một trong những lý do khiến cho chúng ta phát cuồng vì nước hoa của MFK đến như vậy. Nốt tonka hay là Grand Soir được nhiều người nói rằng nó gợi nhớ một chút đến chai Home Ideal của nhà Guerlain. Tuy nhiên với mình thì mùi hương này nó được gọt giũa, nó được tinh chế một cách cẩn trọng và chỉnh chu, đem lại một cái hợp hương ngửi ngọt ngào, lôi cuốn và không có gì giống như nó cả. Mùa thu với mình luôn là một cái mùa giàu cảm xúc. Còn gì tuyệt vời hơn là đi dạo ngoài trời vào một chiều mùa thu, lá vàng rơi xao xác và trên người toát ra một cái mùi hương ấm áp, ngọt ngào, giống như là vòng tay ôm của Grand Soir, đúng không? Đó là lý do mà sau khi tìm đến rất nhiều mùi hương, sau khi được trải nghiệm rất nhiều mùi hương thì Grand Soir luôn nằm trong lòng mình với một cái vị trí rất là đặc biệt và không thể nào quên được. Mùa thu năm nay, nếu mà bạn đang cần một vòng tay ôm, nếu bạn đang cần một cái mùi hương ấm áp và ngọt ngào thì hãy thử buổi tối tuyệt đẹp, hãy thử Grand Soir đến từ MFK nha. Mình là Kim Dung từ Vita của phim Nước Hoa Vita và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe mình chia sẻ về một trong những mùi hương đưa mình vào con đường sưu tầm nước hoa nhất.